Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Max Daily sáng thứ hai ngày 8 tháng 8. Và có vẻ như Pokemon Go không được chào đón tại tất cả các nước trên thế giới. Vẫn có một số nước nghiêm cấm trò chơi này, cụ thể đó là Iran. Và lý do tại sao thì các bạn hãy xem trong Max Daily ngày hôm nay nhé. Với thông tin đầu tiên thì chúng ta sẽ quay lại năm 2014. Samsung đã trình làng chiếc điện thoại Grand Prime. Đây là thiết bị tầm thấp, cận trung cấp với màn hình 5 inch QHD, bộ vi xử lý 4x, RAM 1GB, bộ nhớ trong 8GB, camera chính 80MP cùng camera phụ 50MP. Hiện tại có vẻ như công ty Hàn Quốc đang bắt tay vào phát triển phiên bản kế nhiệm của chiếc điện thoại này. Theo như thông tin rò rỉ từ cơ sở dữ liệu xuất nhập khẩu do bà Ấn Độ thì Samsung đang thử nghiệm một smartphone màn hình 5 inch với tên mã là SMG532F. Khá nhiều điểm tương đồng với tên mã của chiếc Grand Prime đi trước là SMG531. Đây là lần thứ hai thiết bị có tên SMG532 này được nhìn thấy trên cơ sở dữ liệu của Zhaoba. Lần đầu tiên là vào ngày 12 tháng 7, được biết là tổng cộng có khoảng 7 mẫu thử nghiệm của thiết bị trên được vận chuyển vào Ấn Độ trong cả hai lần, với giá đơn của mỗi máy được niêm yết là $103. Dĩ nhiên đây không phải là giá bán lẻ chính thức của thiết bị này, nhưng dù sao nó cũng chứng minh được rằng Samsung sẽ tiếp tục giữ thương hiệu Grand Prime ở phân khúc tầm thấp, cận trung cấp, chứ không có chuyện nhảy vọt làm giá như một số thương hiệu khác. Các bạn có thể biết đây là thương hiệu nào không? Mà thôi, chào các bạn bây giờ. Một năm trước thì chiếc Lumia 950 còn được biết đến với tư cách là flagship đầu bảng của gã khổng lồ phần mềm Mỹ. Tuy nhiên so với mức giá khởi điểm gần $650 thì hiện tại chiếc điện thoại này đã trượt giá không phanh. Cụ thể, phiên bản Lumia 950 đang được bán ra tại nhà mạng AT&T với giá chỉ $299, tức là khoảng hơn 6 triệu đồng cho phiên bản không có mạng. Các bạn có thể mua miễn phí và trả góp mỗi tháng $97 trong vòng 30 tháng. Như vậy là mức giá hiện tại của Lumia 950 chỉ còn chưa đến một nửa so với mức giá ban đầu. Phiên bản Lumia 950 của AT&T phân phối chỉ bao gồm duy nhất hai màu đen và trắng. Cấu hình của thiết bị rất tốt cho mức giá với màn hình AMOLED 5.2 inch, độ phân giải 2K, RAM 3GB, vi xử lý Snapdragon 808, Dual Adreno 418, bộ nhớ trong 32GB, hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 200GB, công nghệ bảo mật quét võng mạc. Lumia 950 được tích hợp camera 20MP với chứng nhận ProView nổi tiếng cùng đèn flash 3 màu giúp mang đến chất lượng hình ảnh vượt trội và là một trong những smartphone chụp ảnh tốt nhất cho đến hiện tại. Bên cạnh đó, thiết bị cũng được tích hợp tính năng Continuum giúp hoạt động tối ưu trong môi trường doanh nghiệp. Nhìn chung với mức giá chỉ khoảng 6 triệu rưỡi, hiện nay thì chiếc Lumia 950 sẽ là một lựa chọn hoàn hảo với những bạn trẻ đam mê chụp ảnh mà không quan tâm lắm tới vấn đề phần mềm. Pokemon Go đang xâm chiếm toàn bộ thế giới và nó đang bị nhiều chính phủ lo ngại về vấn đề bảo mật. Tuy nhiên Iran có vẻ còn lo lắng hơn thế và đây đã trở thành quốc gia đầu tiên cấm hoàn toàn việc phát hành Pokemon Go. Hội đồng tối cao của Iran cho biết họ cấm Pokemon Go vì những lo ngại về an ninh tại đất nước này. Tuy nhiên họ vẫn để ngỏ khả năng dỡ bỏ lệnh cấm nếu nhà phát triển niềm tích chịu hợp tác với chính phủ của họ. Dĩ nhiên là cái động thái của Iran không phải là không có căn cứ, bởi trong tình trạng căng thẳng chính trị đang leo thang hàng ngày tại quốc gia Trung Đông này thì việc những game thủ Pokemon Go vô tình lại gần những căn cứ quân sự hoặc các khu vực nhạy cảm sẽ gây ảnh hưởng cho cả nhà chức trách lẫn tính mạng của game thủ. Bên cạnh đó thì những cuộc tụ tập với quy mô lớn chỉ để bắt những con Pokemon hiếm cũng dấy lên lo ngại về việc những phần tử cực đoan kích động biểu tình hoặc đánh bom khủng bố. Nhìn chung thì xét cho cùng thì lệnh cấm Pokemon Go bén mảng vào Iran cũng chỉ muốn bảo toàn tính mạng người dân cũng như hạn chế gia tăng căng thẳng trong thời điểm hiện tại mà thôi. Có lẽ các game thủ Pokemon Go tại Iran tốt hơn hết là nên nằm nhà và xài fake GPS để chơi hơn là lang thang ngoài đường như zombie để đỡ phải thiệt thân. Samsung được cho là sẽ trình làng chính thức chiếc tai nghe Gear Iconic vào ngày 14 tháng 8 tại Mỹ. Sản phẩm này đã được bán ra trước đó tại nhiều quốc gia nhưng trong tháng trước có vẻ như là để bắt cặp với chiếc Note 7 mới nhất của họ, công ty Hàn Quốc đã quyết định lùi ngày giới thiệu chiếc Gear Iconic này vào ngày 19 tháng 8, tức là cùng ngày với ngày ra mắt chính thức chiếc Note 7 tại Mỹ. Được biết, Gear Iconic là một bộ tai nghe Bluetooth không dây. Samsung có bán kèm với một sợi cáp USB để có thể sạc cho tai nghe khi hết pin. Gear Iconic được trang bị bộ nhớ trong 4GB, tức là đủ để lưu trữ khoảng 1.000 bài hát ở định dạng MP3 128kbps. Thiết bị được quảng cáo là với khả năng khử sạch tiếng ồn để tăng trải nghiệm âm thanh khi bạn thò mặt ra ngoài đường. Bên cạnh đó, Gear Iconic cũng được tích hợp thêm một số khả năng theo dõi cho việc tập thể dục và thông báo cho chủ nhân thông qua giọng nói như là nhịp tim này, lượng calo đốt cháy, độ dài quãng đường đã đi. Gear Iconic sẽ tương thích với các điện thoại Android KitKat trở lên. Pin của thiết bị sẽ trụ được khoảng 1,5 giờ đồng hồ trong điều kiện kết nối qua Bluetooth hoặc 3,6 giờ khi nghe nhạc bằng bộ nhớ trong. Một con số khá là kém cỏi khi so với mức giá lên tới $200 của nó. Vâng, rất chia buồn với các game thủ tại Iran không được chơi Pokemon Go. Nhưng xét cho cùng thì cũng chỉ là do sự an toàn của chính bản thân họ mà thôi.
mong rằng là nhà chức trách sẽ sớm tìm ra giải pháp nào đó để có thể giải quyết được vấn đề này, cũng như là tình hình chiến sự tại Iran cũng không còn quá căng thẳng nữa. Chém gió vậy thôi. Còn bây giờ thì chúc các bạn có một ngày mới, một tuần mới vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.